muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Xin thưa với các cụ là có thì bà đây là với tôi đây là bậc ông bà của các cháu, thế và có mẹ cháu là đi để xin được thưa chuyện với các cụ để xin cháu về làm dâu con đấy. Hai người có các bà thím rồi ông chú anh em họ hàng, có nghĩa là đủ các thành phần hội ngoại đông thì hôm nay mà trước tiên như thì ra để có lời chào với lại mọi nhà gái và chúc tất cả các cụ trong cái hội hôn hôm nay là mạnh khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Và cũng xin phép là được thưa với các cụ một số cái việc mà được thống nhất của hai họ và hai gia đình. Thế và các cụ này thì hôm nay là nói đúng là cái ngày tốt nhất kể cả thiên thời địa lợi. Thế thì họ nhà trai đã đến đây thì cũng có cơ chầu và có lễ đưa chầu và xin cưới và lễ cưới và sau đó thì xin dâu. Đây thì bên nhà trai thì lại có đoàn đại biểu đi đến đón dâu, thì cũng mong là các cụ bên đây cũng bố trí là có cái đoàn tiễn cháu về nhà chồng. Đấy, và về bên nhà chồng thì sau khi mà tổ chức làm lễ tổ chức xong, lễ tân cho các cháu xong thì kể cả hai họ là cũng dự bữa tiệc để mừng vui chúc phúc cho các cháu. Đấy là toàn bộ chương trình nội dung hôm nay. Thì xin đưa với này đại diện cho vợ nhà gái báo cáo như thế. Qua một cái thời gian mà hai cháu Hòa và Linh đã tìm hiểu và được sự đồng ý của ông bà Lục Ngoan và gia đình họ nhà trai, hôm nay các cụ các ông các bà có cái lễ, trước hết là lễ ăn hỏi rồi lễ xin dâu, thì gia đình nhà gái chúng tôi cũng đã nhất trí hoàn toàn, bởi vì các câu chuyện giữa hai gia đình chúng ta cũng đã thống nhất rồi. Thì nói chung là trong cái cuộc sống thì là các cụ cũng đã xem là một năm chọn lấy một tháng, rồi một tháng chọn lấy một ngày, thì một ngày cũng lại chọn lấy giờ. Thì nói chung là trước hết là cũng xin trước hết là xin chúc sức khỏe toàn bộ các cụ các ông các bà đại diện cho họ nhà trai và nhà gái. Thứ hai nữa là cũng mong muốn rằng cháu Hòa được về làm dâu con trên các cụ, các ông, các bà, nhất là gia đình ông bà Lục Ngoan. Thì các cháu tuy là ở ngoài này mà được về Hòa Bình, về Ninh Bình
thì nói chung là cái cuộc sống thì các cháu là nó cũng chưa được hiểu biết, mong muốn là trên các cụ, các ông, các bà là chỉ bảo và dạy dỗ cháu theo cái nếp sống của gia phong của gia đình trong nhà. Thì cũng xin cảm ơn xin các cụ, các ông, các bạn. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà được sự thống nhất của hai gia đình. Thế đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay cũng là đủ thành phần ông bà chú bác anh em rồi bạn bè con cháu này khác là đến có lời với lại các cụ họ nhà gái đã được họ nhà gái chấp thuận là đại nghĩa. Thế rồi cũng hai gia đình hai họ đã trao đổi với nhau trong cái việc trong ngày những ngày qua thì cả hai gia đình cũng rất vui là đã tổ chức những tình cảm cho đối với họ hàng bà con anh em để đến cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thế và cũng đã cảm ơn, xin cảm ơn họ nhà gái đã chấp thuận tất cả những sự thống nhất mà của hai gia đình cũng như đoàn nhà trai hôm nay đã đến và đã đón tiếp nhiệt tình. Thế thì đến giờ chúng tôi đến là cũng xin phép được xin dâu và đón dâu về Ninh Bình để làm lễ tân hôn cho hai cháu. Thì trước khi và thay mặt cho đoàn họ nhà trai xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà ở quan viên họ nhà gái đã đón tiếp nhiệt tình và cũng xin mời là các cụ đại diện họ nhà gái là tổ chức đoàn tiễn cháu về làm dâu quan chúng tôi và tổ chức ở tại chỗ bên nhà trai. Something new, something borrowed, something new.
đầy đủ các cô dì chú bác đưa cháu Hòa về được làm dâu con của ông bà Lục Ngoan và con dâu cháu dâu của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai. Hôm nay chính thức là ngày gia đình nhà gái chúng tôi trao cháu Hòa cho gia đình ông bà Lục Ngoan và các cụ, các ông, các bà, gia tộc họ nhà trai. Trước hết, xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái, tôi gửi tới toàn bộ các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tốt đẹp nhất. Thưa các cụ, các ông, các bà, cháu Hòa quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, được về làm dâu con của các cụ, các ông, các bà, gia viễn Ninh Bình. Trong khi cháu về làm dâu nơi đất khách quê người, tuy rằng cháu có lớn nhưng chưa có khôn, cũng chỉ mong muốn rằng toàn thể các cụ, các ông, các bà giữa hai họ vun đắp cây hạnh phúc cho cháu Hòa và cháu Linh được đơm hoa kết trái tốt đẹp.
xin chân thành cảm ơn. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, anh chị em, người thân của hai gia đình và bạn bè của hai cháu Quang Đinh và Thanh Hòa. Rất vui là hôm nay ngày hạnh phúc của hai cháu trong cả quá trình thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hai cháu đã tình nguyện đến với nhau như một sự vô tình được sự vun đắp của hai gia đình và dòng họ anh em, mọi người đều đồng thuận, được pháp luật công nhận gái chia vợ, trai chia vợ, gái chia chồng. Và đến hôm nay tất cả các tập tục, thủ tục của hai gia đình đều đã được tiến hành trong những ngày qua để có ngày vui hôm nay, là họ nhà trai và họ nhà gái đã mở tiệc ăn mừng chúc phúc cho hai cháu. Đây là một điều mà chúng ta thấy tạo nên sự vui và phấn khởi trong đại gia đình và cũng như hai họ. Trong những ngày vui này, chúng tôi thấy là các cụ rất là phấn khởi, nhất là nhà trai đến nhà gái được sự đón tiếp nhiệt tình, và các cụ đã không quản đường xa, kể cả nhà trai đi đón dâu và nhà gái đã tiến cháu về nhà chồng và làm lễ kết hôn, tân hôn cho hai cháu và có lễ trao dâu. Thay mặt cho họ nhà trai xin nhận là lễ và nhận dâu từ đây. Tin rằng cháu Quang Linh và Thanh Hòa sẽ là dâu hiền giả quý. Trong ngày vui hôm nay, xin chân thành cảm ơn đến ban tổ chức đã dùng những ý hay lời đẹp để chúc phúc cho hai cháu. Và trước khi cháu về nhà chồng thì bố mẹ anh chị em của cháu Thanh Hòa cũng đã có quà lưu niệm để tiễn cháu về nhà chồng. Và anh xin như lòng em, nên bao nhiêu là sói muốn bắt vặt anh thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Phải thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi. Chưa từng đặt váy cưới, em chỉ mong đây là lần cuối. Giờ trường